Phong Linh xin được giới thiệu với quý vị khán giả, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh sẽ chia sẻ với chúng ta về cách bảo vệ sức khỏe và chăm sóc đôi bàn chân của mình. Xin chào bác sĩ. Chào Phong Linh. Dạ, đầu tiên thì chắc là em muốn được hỏi bác sĩ về vai trò của đôi bàn chân trong sức khỏe của con người ạ. Thì cái bàn chân của mình là nơi nó chịu toàn bộ cái trọng lực của cơ thể và nó chịu những cái vận động, những cái tác động khi mình đi đứng chạy nhảy và những cái áp lực trọng lượng phản hồi từ mặt đất truyền lên cho bàn chân. Vậy những cái bệnh lý nào thường gặp ở bàn chân ạ? Những cái bệnh lý thường gặp ở bàn chân như là thứ nhất là đau thốn gót chân khi mình đi lại chạy nhảy hoặc là vào buổi sáng, thì nó gọi là bệnh lý là viêm cân gan chân. Khi đứng lâu hoặc khi đi đứng sẽ rêm ở cái vùng gót chân, bàn chân. Và trường hợp mà nặng hơn thì nó sẽ, cái đau nó sẽ tiến triển cả ngày. Thưa bác sĩ, đối với bệnh viêm cân gan chân thì cách nào để mà chúng ta có thể phòng ngừa hoặc là điều trị bệnh? Có thể mình tập luyện để cho nó kéo giãn cái vùng gân gót và cái cân gan chân. Ngoài ra có thể điều trị chuyên khoa. Thứ hai là mình có thể mình mang những cái giày dép y khoa hoặc những miếng lót y khoa. Giày dép y khoa và cái miếng lót y khoa của Spenco nó khác những cái miếng lót thông thường. Đó là nó làm theo thiết kế y khoa là giúp cho nâng đỡ cái vòm dọc của cái lòng bàn chân và những cái độn lót ở gót để nó giúp cho giảm cái áp lực của cái cân gan chân mà lúc nó bám vào cái xương gót. Thì lúc mà bé phát hiện bàn chân bẹt là lúc bé là 4 tuổi, đang học khoảng lớp chòi á. Lớp chòi khi ấy thì cái chân là có đi ghé bên chứng tinh sinh hình. Mình ghé chứng tinh hình thì chứng hình là nói là cái bé còn nhỏ quá. Thì cứ ghé qua bên Nhi Đồng, thì cũng chạy qua Nhi Đồng 2 á, nằm ở Lý Tự Trọng á. Thì ghé qua đó thì bác sĩ cũng nói là cái này phải chờ bé lớn lên mới mổ. Lúc đó cũng gia đình cũng hoang mang lắm, mình nghe mổ là thấy cũng dây, nghe cái bàn chân thì dây thần kinh nhiều. Lúc đó mấy tuổi? Lúc đó là bé là được là 4 tuổi. 4 tuổi thì đó, cái mình nói chắc phải tìm cách nào mình là sạch mạng sao thấy chỉ Benco. Thì khi đấy vô đó là mình là thấy cái đế của họ làm đó là đẹp hơn mà nó có cái độ dẻo giống như chất silicon hay chất nhựa cao su gì đó. Khi mà mua vài về mang thì đầu 6 tháng chân bé lớn lên, mình thay đôi nữa là thấy bắt đầu là từ cái đôi thứ hai trở đi là cái chân nó cải thiện. Chân cải thiện thì cải thiện là sao, cái dung như bé nó chạy nhảy rồi nó đi đứng nó không còn đau và mang tức là có thể nó, mình có thể dùng từ là cái hiệu quả thấy được. Thấy được. Khi ấy mà mang đến bây giờ là tổng cộng là được khoảng 3-4 năm rồi. Thì bé cái chân bé hình như là được khoảng thịt khoảng 90-95%. Hình như là nếu mà không nói chân bị bẹt là không biết.